Xin chào các bạn, mình đến từ MSM và hiện tại trên tay mình đây là chiếc Vsmart Joy 2 cộng, một sản phẩm vừa mới ra của Vsmart thôi. Thì các bạn biết là trong năm nay là Vsmart ra rất nhiều mẫu và đây là mẫu thứ tư và nó là đứa con thứ hai sau Joy 1 cộng. Đây là Joy 2 cộng anh em nhá. Và chúng ta sẽ cùng hôm nay chúng ta sẽ cùng bóc hộp xem là nó sẽ có cái gì khác Joy 1 cộng và nó có cái gì hay không. Thì đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy đây là phiên bản 2GB và bộ trong là 32GB. Và chúng ta có thể nhận thấy là cái hộp của nó, mình cứ nghĩ là nó sẽ có cái hộp màu khác. Năm nay Vsmart ra rất là nhiều màu và chiếc hộp này có cái màu y chiếc Vsmart 9, một chiếc mà nó đang ăn phốt giống với những chiếc điện thoại của Meizu. Và chúng ta sẽ cùng xem chi tiết cấu hình ở đằng sau nó sẽ là như thế nào. Rất giống những sản phẩm khác thì tất cả thông tin ở đằng sau đều được in. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng đây là một sản phẩm sản xuất tại Hải Phòng anh em chúng ta nhá. Và mình cũng nói luôn MSM của mình ở Hải Phòng anh em nhá. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy cũng sản xuất tại công ty nghiên cứu Vsmart và đặt ở tại khu công kinh tế Đình Vũ thuộc Cát Hải của Hải Phòng. Và sản phẩm này có thông số kỹ thuật là màn hình là 6,217 inch HD cộng. Nó sở hữu chip Snapdragon 450, một chip cũng tương đối mạnh và một chip này thì anh em cũng có thể chơi PUBG được ấy. Camera trước của nó 8 megapixel và camera sau là camera đôi có độ phân giải là 13 megapixel và 5 megapixel. Và chúng ta cũng thể thấy ở bên trong thân trong hộp nó sẽ gồm có máy sạc cáp USB, dụng cụ lấy SIM và cũng có một cái tai nghe. Trong hộp hiện tại bây giờ có cả ốp lưng luôn anh em ạ. Nó khác những sản phẩm khác là bây giờ trong hộp có ốp lưng luôn, có một sách sử dụng và một thẻ bảo hành. Đây là một phiên bản 2GB, bộ trong là 32GB như ở trước mình nói và nó là phiên bản màu xanh đen các bạn nhé. Sản phẩm này thì cũng có nhiều màu và đây là màu xanh đen. Và bây giờ thì mình sẽ bóc hộp luôn xem là nó sẽ là như thế nào. Đó, mình có một chiếc dao lam đây và anh em có thể nhìn thấy đây là hai cái siêu của nó, nhưng mà mình sẽ rạch luôn. Đấy. Ok, nó cũng giống sản phẩm khác thôi. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy không? Đây lại một cái siêu màu đỏ trên mặt luôn. Chút nữa mình sẽ bóc ra xem thử. Nhưng bây giờ thì mình sẽ xem trong hộp này gồm những cái gì nhá. Vâng, bây giờ chúng ta thử xem bên trong này có gì nào. Ok, là gồm một ốp lưng bao cao su trong suốt. Màu nó hơi xanh xanh các bạn. Màu nó hơi xanh xanh. Thôi cũng không sao cả. Đây là chúng ta có một cái sách hướng dụng bằng tiếng Việt này. Rồi bằng tiếng Anh và đây là phiếu bảo hành. Thì sản phẩm này được bảo hành 18 tháng nhá, một trong 101 ngày. Đây, đây là thân máy, mình bỏ sang một bên. Anh em có thể nhìn thấy màu xanh không? Rất là giống với Joy 1 Plus luôn, Joy 1 cộng luôn. Vâng, chúng ta có một củ sạc rất là to ở đây. Và thông số củ sạc này cũng được sản xuất ở Việt Nam. Và nó là sạc nhanh 3.0 anh em ạ. Nó là sạc nhanh 3.0. Có 3 đầu ra 5V, 3A, 9V, 2A, 12V, 1.5A. Sạc nhanh 3.0 luôn. Cái này là cái cao hơn con Joy 1 cộng. Một chiếc cáp Type-C. Đây là Type-C rồi và được sản xuất tại Việt Nam, cũng khá là hầm hố luôn. Một chiếc tai nghe, lại một chiếc tai nghe được sản xuất tại Indonesia. Thì những sản phẩm gần đây của Vsmart hoàn toàn tai nghe không sản xuất tại Việt Nam nữa. Và đây là một sản phẩm sản xuất tại Indonesia và sau đó là về Việt Nam được Vsmart đóng hộp. Và bây giờ quan trọng là chúng ta hãy cùng xem cái máy này. Cái màu sắc của nó khá là tương đồng với màu sắc của chiếc Joy 1 cộng anh em nhá. Chúng ta sẽ cùng bóc ra xem camera của camera đôi của nó xem như thế nào. Đó, thì bây giờ nó đã trải dài xuống dưới và chúng ta có thể nhìn thấy đây nó như là một mắt camera khác, cảm tưởng như ba mắt. Nhưng thực tế là chỉ có hai thôi và đây là đèn flash nằm trên cùng trên một cụm luôn và phía này là phía vân tay của chúng ta. Và bây giờ là cái siêu đứng trước thì mình sẽ bóc ra và bật máy lên xem là như thế nào nhá. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 nhân và chi tiết nó là 450 anh em ạ. Màn hình giọt nước HD cộng 6,2 inch. Bây giờ nó ghi chi tiết là 6,217 thì phải. Có camera thông minh AI. Đấy, nó có hỗ trợ chụp thiếu sáng này, cái này chụp ban đêm có đẹp. Và điều thích nhất đó là cục pin cực khủng với dung lượng là 4500 mAh anh em nhá. Và có hỗ trợ sạc nhanh luôn. Đấy, thông tin cơ bản thì Vsmart in trên mặt hết rồi, bằng tiếng Việt hết rồi. Sản phẩm này dành cho người Việt mà. Ok, bây giờ chúng ta có thể bật lên được. Thì anh em có thể nhìn thấy nhận thấy là chiếc máy này mình đánh giá sơ qua ấy thì nó là một chiếc máy cũng khá là giống với Joy 1 cộng nhưng mà được bo tròn các góc như này. Và nhìn nó khá là thân thiện. Mình thích cái thiết kế này, các viền xung quanh thì có màu bóng và lưng thì nó rất là giống của chiếc Vsmart Joy 1 Plus luôn, Joy 1 cộng luôn. Và chúng ta có thể thấy thông tin là được sản xuất ở Việt Nam và model của nó là V2 420i anh em ạ.
Trên này có serial number và số email luôn. Khi mua máy và số email này nó không trùng với máy thì không phải là máy chuẩn mà. Đó, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy nó có rất là nhiều ngôn ngữ này. Mình sẽ chọn là tiếng Việt và vào thử bên trong xem là ok, bỏ qua đi, wifi bỏ qua. Mình chỉ vào bên trong xem camera của nó như nào thôi và màn hình hiển thị như nào thôi, anh em có thể nhìn thấy. Mình không thích cái màn hình này lắm bởi vì cái viền nó hơi dày. Còn lại thì chất độ hiển thị thì cũng được. Ở trên camera thì anh em không nhìn rõ đâu, nhưng ở ngoài mình thấy chất lượng hiển thị của nó là cũng khá là ổn. Và quên mất thì anh em mình cũng muốn nói với anh em là đây là một sản phẩm giá tương đối rẻ nhé. Sản phẩm này giá chỉ có hơn 2 triệu thôi. 2.650.000. 2.650.000 thôi anh em ạ. Và nó là đối thủ xứng tầm của chiếc Redmi 7A anh em nhé. Mặc dù là cái chip của nó thì mạnh hơn Redmi 7A một chút, nhưng mà hao pin hơn, nhưng mà bù lại nó có pin 5.000. 4.500 mình xin gọi là pin 4.500, trên chiếc 7A thì có pin là 4.000, nhưng mà đây là màn hình tràn viền rồi giọt nước, nhưng cái viền nó hơi dày nhưng không sao cả. Đây là màn hình, đây là một cái sản phẩm mình cảm thấy tốt hơn của 7A luôn. Và nếu mà nói về cấu hình như này thì mình nghĩ chắc chắn là chạy phải ngon hơn rồi. Mình thích nó và hôm nào mình sẽ chơi game thử trên chiếc máy này xem như thế nào nhá. Ok, thì vào bên trong thì giao diện nó vẫn là giao diện quen thuộc của Vsmart, hệ gọi là giao diện VOS dựa trên nền Android, và mình cảm thấy cái giao diện này nó mình không thích lắm. Thực sự là như vậy. Trong cái màu nó hơi nhợt nhạt và cái màn hình của nó thì ở dạng tương đối ổn thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc Joy 2 cộng có hai khe cắm SIM như thế này. Đây mình thử bật camera lên xem như nào nhá. Vào camera hơi chậm anh em ạ. AI mà, thông minh mà. Rồi. Ok ok, xóa phông. Camera nó tương đối đẹp anh em. Đây mình thử chụp ảnh xóa phông với cái này xem nó như nào. Nói chung là chất lượng camera mình thấy khá là ổn. 13 camera chính 13 và camera nhỏ thì mình quên mất rồi, để xem lại này. 5, nói chung là khá là ổn, màn hình cũng được. Đánh giá sơ qua thì với 2 triệu mấy thì đây là đối thủ rất xứng tầm với chiếc Redmi 7A. Và đây là sản phẩm Việt Nam, tất nhiên là anh em hay ủng hộ hàng Việt Nam, bởi vì đây là sản phẩm bán sản xuất bởi Việt Nam và bán tại Việt Nam và được bảo hành tại Việt Nam đến 18 tháng bởi Vsmart. Tất cả những hệ thống Vinmart mà có treo biển của Vsmart anh em đều có thể bảo hành được. Rất là hay đúng không em? Và mình sẽ sớm giới thiệu clip để trải nghiệm chiếc máy này xem nó chơi game như nào anh em nhé. Cảm ơn em xem clip. Chào và tạm biệt anh em.